Hi, xin chào mọi người, mình là Hằng Dâu và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Stay Healthy Easy. Trong các chủ đề video mình đã từng làm thì có lẽ là chủ đề mỗi ngày một nguyên liệu là cái chủ đề mà mình yêu thích nhất, bởi vì mình có thể sáng tạo vô vàn những công thức hay ho và có thể chia sẻ rộng rãi tới mọi người những cái món ăn vừa ngon mắt vừa ngon miệng lại vẫn vô cùng eat clean và healthy từ những món ăn đó. Và nguyên liệu mà mình biến hóa hôm nay đó chính là chuối. Banana. Chuối là một loại trái cây vô cùng quen thuộc đối với những người ăn eat clean như chúng ta và cả những bạn đi tập gym nữa. Trong nhà mình thì lúc nào có một nải chuối như thế này để có thể ăn trước lúc tập hoặc là ăn ở những bữa phụ. Nhưng mà sẽ có những trường hợp mà chúng ta không tiêu thụ hết được và chuối thì sẽ chín rất nhanh và rất dễ nhanh hỏng. Nghiên cứu còn cho thấy rằng khi mà chuối chín nhũn ra thì cái hàm lượng đường trong chuối còn cao hơn rất nhiều lần so với chuối khi chín tới đấy. Vậy làm sao để có thể giải quyết được hết đống chuối này? Thì hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn những cái công thức về chuối, hầu hết là đồ ngọt thôi, để mọi người có thể ứng dụng làm bữa snack, để bữa phụ hay là bữa ăn trước khi tập nhé. Và nguyên liệu chính của các món mình sắp giới thiệu tới đây thì cũng rất đơn giản, chỉ từ 3 nguyên liệu mà thôi. Đầu tiên thì không thể thiếu là chuối này, tiếp đến đó là yến mạch cán dẹt nhé. Yến mạch cán dẹt thì sẽ dễ làm cái món mà mình chuẩn bị làm tới đây, thì mọi người cùng xem tới hết video nhé. Và nguyên liệu cuối cùng là sô-cô-la chip. Còn bây giờ thì cùng mình bắt tay luôn vào món thứ nhất nhé. Và đây món đầu tiên mình có thể gọi là kem chuối đi. Mình có bọc thêm một lớp sô-cô-la bên ngoài chuối như thế này. Khi mà chúng ta cắn ấy, thì sẽ cảm giác được giống như là khi ăn kem, có cái lớp vỏ sô-cô-la bên ngoài ấy, rất là hay. Các bạn có thể nhìn thấy cái lớp bơ lạc bên trong này. Ăn giống kem cực kỳ luôn và rất là ngon. Các bạn nhìn xem những que kem này có xinh không? Kem chuối của mình ấy. Thật ra thì món này nó vô cùng dễ làm, mọi người xem video thì cũng có thể thấy đúng không? Nó chỉ là sự kết hợp từ chuối, sô-cô-la và chúng ta rắc thêm một chút những cái topping yêu thích mà thôi. Rất dễ làm và có thể làm cái món ăn buổi chiều khi mà chúng ta thèm đồ ngọt chẳng hạn. Và bây giờ thì cùng mình sang món thứ hai nhé. Món này sẽ hơi cầu kỳ hơn một chút đấy. cảm quan mình nhận thấy là cái bánh này nó rất là ngọt, ngọt của chuối và ngọt của sô-cô-la chip ấy. Cái bánh cookie này thì mọi người có thể đóng vào hộp và mang đi làm, hoặc mang đi học và ăn trong lúc giờ nghỉ giải lao, hoặc là ăn trước tập cũng rất là hợp lý đấy. Đối với mình thì đây là cái phiên bản bánh cookie dễ làm, healthy hơn rất nhiều so với cái phiên bản bánh cookie thường. Chính cái thành phần chuối nó đã kết dính những cái hạt yến mạch này để tạo ra một cái chiếc bánh nó không hề quá khô, mà chúng ta vẫn cảm nhận được độ ẩm từ chuối đã dầm nát ấy. Và một lưu ý nho nhỏ là vì cái bánh này nó rất là ngọt ấy, ngọt từ chuối và ngọt từ sô-cô-la chip, nên là mình khuyên mọi người nếu mỗi lần ăn chỉ nên ăn từ 1 đến 2 cái thôi nhá. Và bây giờ cùng sang món cuối cùng thôi. Cái món này mọi người sẽ dễ dàng liên tưởng đến một cái món mà mình đã từng làm trước đây rồi đấy. Và đây là thành phẩm muffin chuối của mình. Mọi người có thấy giống cái bánh mà mình đã từng làm trước đây không? Chính xác rồi, đó chính là bánh muffin bí đỏ. Mình đã từng làm trước đây nhưng mà với nguyên liệu chính là bí đỏ. Còn lần này mình làm nguyên liệu chính đó là yến mạch và chuối. So với bánh muffin bí đỏ lần trước thì mình đã cảm thấy cái bánh này nó nở đều hơn rất là nhiều và rất là xinh này, mọi người có thể nhìn thấy. Mình có trang trí thêm hạnh nhân lát và sô-cô-la chip ở lên trên. Bây giờ mình sẽ mở ra để cho mọi người xem cái kết cấu bên trong bánh nhé. Tự nhận thấy là mình làm cái bánh muffin này cũng không khác gì ngoài hàng đúng không mọi người? Nở rất là đều và đẹp đấy. Cốt bánh bên trong rất là nở và không bị quá ướt cũng không bị quá khô. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem sao nhá. Siêu ngon. Không khác gì một cái bánh bông lan chuối mọi người ạ. Như ở phiên bản bánh cupcake. Mình nghĩ rằng đây là cái cốt bánh bông lan từ chuối mà mình làm thành công nhất từ trước đến giờ. Bên trong nó rất là xốp, mềm, không bị quá ẩm cũng không bị quá khô, rất là thành công. Và thực sự là không nghĩ là lần thử sức này mình lại thành công đến như vậy. Và bánh không hề quá ngọt mọi người ạ. Mình hoàn toàn không sử dụng thêm đường ăn kiêng mà sử dụng hoàn toàn cái độ ngọt từ chuối mà thôi. Đây có thể nói là một phiên bản mini của bánh yến mạch chuối dừa. Mà bạn nào chưa xem yến mạch chuối dừa thì có thể xem lại video, mình sẽ để link ở phía này nhé. Và nếu mà đã làm rồi thì hãy thử làm sang cái bánh cupcake này và cho mình biết ý kiến ở bên dưới phần comment nhé. Và món muffin chuối cũng là món cuối cùng của video này rồi. Tổng kết ngày hôm nay thì mình đã làm 3 món, đó là kem chuối, cookie chuối yến mạch và cuối cùng là muffin chuối. Trong 3 món này thì mọi người thích món nào nhất? Có phải là cũng thích món kem chuối này đúng không? Nếu mà thích món này thì là giống mình rồi đấy. Vì món này siêu cute, siêu dễ làm, là món snack chiều thì cực kỳ hợp lý luôn. Thông tin về nguyên liệu cũng như là cách làm thì mình sẽ viết chi tiết ở phần mô tả, mọi người có thể click vào và xem nhé. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video này. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là một subscribe ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tổng kết ngày hôm nay thì mình đã làm 3 món, đó là kem chuối, cookie chuối yến mạch và cuối cùng là muffin chuối. Trong 3 món này thì mọi người thích món nào nhất? Có phải thích nhất là món kem này không? Nếu mà thích món này thì giống mình rồi đấy. Vì nó siêu cute và siêu dễ làm. Cute, siêu cute chứ.